Những điều cần lưu ý để lần đầu vào trường cho một đứa đông Trần Quang Khải không bị quê. Một, đã bước chân vào trường rồi thì các bạn nên xác định 3 năm học không một giây phút yên ổn. Ở trường có tặng 36 cái camera phân bố khắp trường để canh vi phạm của bạn. Giám thị ở trường bắt cực gắt, nhất là khoảng đi học trễ, nên nhiều khi bạn ăn sáng trong phòng giám thị, gặp mặt giám thị còn nhiều hơn gặp bạn bè. Với nữ thì không mang váy ngắn, không son môi. Với nam thể nhìn xung quanh thật kỹ, kẻo bạn sẽ bị gõ đầu vì không bỏ quần áo vào quần. Đi học thì các bạn không được mang ba lô, không được sử dụng điện thoại trong tiết học, phải mang giày bata. Đặc biệt là trường sẽ không phù hợp với những bạn nữ cắt tóc ngắn tomboy, đeo khuyên tai, hơi cá tính tí sẽ bị giám thị nhắc nhở rất nhiều lần. Hai, nếu các bạn đi học bằng xe máy thì các bạn gửi xe ở cổng sau đường Nguyễn Văn Phú, phí gửi xe là 6.000 cho bán chú. Cổng trước của trường đặc biệt rất dài nên đừng bao giờ đi muộn quá 6:50, không là xác đích chạy cũng không kịp. Ba, nhà vệ sinh ở trường thì mỗi tầng đều có một cái rất to, rộng, mùi thì càng lên cao càng đỡ. Đặc biệt là còn có câu lạc bộ bắt hương trong nhà vệ sinh. Mỗi giờ ra chơi, nếu như giám thị bắt được một bạn thì cả lớp đó sẽ bị lục soát cặp để tịch thu bó, nữ cũng sẽ bị liên lụy, tịch thu cả son, đồ make up. Bốn, vào học ở đây thì các bạn sẽ thường xuyên được nghe hát karaoke và mùi rác thải của hoa cực kỳ nồng nặc vì kế bên trường là một khu dân cư và chợ hoa. Năm, lớp học ở đây thì tùy vào các bạn đăng ký sẽ có lớp có máy lạnh và lớp không máy lạnh, lớp có tivi và lớp không tivi. Các bạn sẽ được học 2 buổi trên ngày từ thứ hai tới thứ sáu, riêng lớp 12 sẽ học thêm buổi sáng thứ bảy. Bán chú các bạn sẽ ngủ tại lớp, nam một lớp riêng, nữ một lớp riêng. Sáu, thư viện là nơi bí ẩn nhất trường, nằm lặng lẽ một góc ở lầu 2, vắng như chùa Bà Đanh, nhẹ nhàng và thanh tĩnh, có khi học 3 năm cũng chưa bước chân vào lần nào. Bảy, sân trường của Trần Quang Khải rất là rộng, kết hợp để chơi thể thao như bóng rổ, đá banh, còn sân cầu lông nhỏ nhưng có vỏ, có thể nhét 3, 4n+1 lớp vào học chung với nhau mà không vấn đề gì. Được gọi là sân cầu lông vì có lưới cầu lông, thật ra thì có thể chơi đá cầu, đá banh, nhảy dây, banh đũa, đánh đu ở đó. Tám, căng tin của trường bán đồ ăn rất là rẻ, dao động từ 10 đến 25k, chất lượng món ăn thì cũng đúng với giá tiền của nó, nên là ăn thì giống như đánh cược vậy, hên thì ăn ngon, xui thì ăn đồ hết đá. Trên trường rất ít câu lạc bộ và hoạt động hay, đặc biệt là các hoạt động về nghệ thuật hội họa bị hạn chế và không hấp dẫn lắm. Mỗi năm các bạn sẽ đều được đi du lịch tại Phan Thiết hoặc Đà Lạt.